Tối qua, cụm thi đua số 1 của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gồm các đơn vị Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Hoàng Mai đã tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi tìm hiểu luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, hiểu rõ về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm cho người dân được tham gia quá trình quản lý xã hội và nhà nước, từ đó tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của chính quyền địa phương. Tại cuộc thi, các đội đã trải qua 3 phần thi, bao gồm phần thi chào hỏi, kiến thức và kỹ năng. Tại phần thi chào hỏi, các đội thi đã giới thiệu về đội thi của mình, khái quát những đặc điểm nổi bật của địa phương, đơn vị trong thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng hình thức sân khấu hóa với các thể loại ca nhạc, kịch ngắn, hò, vè, ngâm thơ. Đối với phần thi kiến thức, các đội thi tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Trong phần thi kỹ năng, các đội thi đưa ra phương án xử lý các tình huống liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hình thức sân khấu hóa. Trước đó, phần thi trực tuyến đã được tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024 với 4 tuần thi. Có 658.135 lượt người dự thi trên toàn địa bàn thành phố.